Anh em vừa rồi anh em mới xem Huy test một cấu hình âm thanh đó, thì đây là một trong những cấu hình âm thanh cao cấp nhất của bên Huy của năm 2022. Cấu hình này hiện tại là chúng ta đang sử dụng là toàn bộ hệ thống loa mới series mới phân khúc cao cấp của Wonderfield, Sub Wonderfield T-Dub 15-25 mã và Full 30 Wonderfield T-Dub 12+. Thì đây là hai cái sản phẩm rất là cao cấp, và mọi người có thể thấy là từ khi cho ra mắt là Huy chưa có clip review về hai cái sản phẩm này, nhưng mà đã đi lắp cho khách rất là nhiều rồi. Hôm nay là rảnh mới là tranh thủ lên clip review cho mọi người. Thì mỗi một khi mà ra sản phẩm mới thì chúng ta chắc chắn là sẽ có cấu hình khuyến mãi rồi. Thì hôm nay sẽ khuyến mãi chỉ có một bộ đầu tiên, tức là mọi người mua nguyên cái combo như thế này sẽ được tặng chiếc Sub Wonderfield T-Dub 15-25 mã ha. Nguyên cấu hình sẽ được tặng cái chiếc Sub này luôn. Chúng ta sẽ trừ được cái giá Sub này ra. Đó. Và cấu hình dàn máy thì vừa rồi là bên Huy đang sử dụng là 4 thiết bị quản lý nguồn này. Micro không dây ADD Pro KR902, đây là một dòng micro cao cấp dùng cho sân khấu ha, có độ nhạy mic rất là tốt, bắt mic hát rất là nhẹ, và vang số Wonderfield X10 Plus nó sẽ tích hợp cả chế độ eco, cả chế độ reverb. Thì khi bên Huy setup sẽ setup cho mọi người từ 5 đến 6 chương trình khác nhau, và chúng ta chỉ cần là bấm remote nó tự động loát chương trình qua và nó chạy, chúng ta không cần phải can thiệp về cái con vang số này nữa. Và đẩy thì bên Huy đang đi là đẩy 4 kênh AD4080, thì con đẩy này nó còn dư công suất, nó dư tới 50% công suất. Sau này anh em chúng ta muốn nâng cấp lên, mọi người có thể nâng cấp thêm một cái cấu hình loa giống như này, lên thêm một cặp Full 30 và thêm một chiếc Sub nữa, là con đẩy này vẫn hoạt động tốt ha mọi người. Đó, thì đây là một chương trình khuyến mãi rất là tốt dành cho khách hàng nào đầu tiên đặt hàng đó nha. Mọi người lưu ý là cái chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho một khách hàng đầu tiên đặt hàng thôi. Đó, đây là toàn bộ cái cấu hình combo này mọi người. Rồi, để bây giờ thì Huy sẽ test hệ thống này cho tất cả khán giả chúng ta xem. Mọi người thấy clip hay thì nhớ cho Huy xin một like video nha. Và những khách hàng nào đang quan tâm với những series cao cấp của Wonderfield thì đây là một cái chương trình, một cái cơ hội rất là tốt để cho khách hàng chúng ta có thể đặt hàng với cái giá trị ưu đãi rất là tốt. Mua nguyên combo này sẽ được tặng chiếc Sub Wonderfield T-Dub 15-25 mã nha. Rồi, bây giờ xin mời tất cả khách hàng chúng ta cùng theo dõi bên Huy set bộ âm thanh này nha. Bài hát ca đó còn nhớ không nè, nuôi năm nào chúng mình có nhau, lòng lạnh sao trời đêm thêm môi mắm, áo trắng em bay như cơn thiên thần do mùi hôn dưới hát. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm hoan vô cùng, ôi dòng hát em đi mà. Rồi mùa xa hơn không qua mau, lời hẹn đâu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xa áo bay xa. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng?
đợi chờ một đêm chẳng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đó hai đứa chúng ta mà thôi. Đến tú trời cao hạnh vui miền vang, khai lễ đăng quan vũ trụ trong. Hey,